Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị và các bạn khán giả hãy cùng chào đón thí sinh đầu tiên, bạn Đặng Quốc Nghĩa, số báo danh 362, đến từ thành phố biển Đà Nẵng. Bạn Quốc Nghĩa hiện đang là học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền, Đà Nẵng. Bạn sinh năm 1998, bạn tích cực tham gia các phong trào văn nghệ ở trường. Quốc Nghĩa đã đạt được giải nhất tiếng hát học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền và giải nhất học sinh tài năng thanh lịch của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền. Và ngay sau đây sẽ là phần thi tài năng của bạn Đặng Quốc Nghĩa. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Xin chúc mừng bạn Quốc Nghĩa đã hoàn thành xong phần thi tài năng của mình. Và bây giờ sẽ là phần trả lời câu hỏi ứng xử của bạn. Bạn sẽ có một phút suy nghĩ và trả lời câu hỏi có nội dung như sau. Theo bạn, thế nào là trưởng thành? Một phút cho bạn, bắt đầu. Dạ, em kính thưa ban giám khảo và quý khán giả ở đây. Theo em, sự trưởng thành là khi một người nhìn vào bản thân trong quá khứ của họ cảm thấy tốt hơn, rồi đó là sự trưởng thành. Trưởng thành không chỉ là một... Trưởng thành là một quá trình dài. Trưởng thành là một quá trình dài, không phải là một kết quả. Trưởng thành cũng có nghĩa, cũng có thể nói là tự lập. Tự lập trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh khác nhau. Trưởng thành là chịu tất cả, chịu toàn bộ trách nhiệm về những hành động của chính mình. Có thể là lắng nghe những lời nhận xét, chấp nhận những thất bại hoặc là những gì đó mà gọi là không tốt bằng tư thế đỉnh đạt. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành ạ. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi trả lời câu hỏi ứng xử của mình. Và bây giờ sẽ là phần trò chuyện cùng ban giám khảo. Xin mời đại diện ban giám khảo sẽ trò chuyện cùng bạn Quốc Nghĩa. Xin chào Quốc Nghĩa. Có thể nói bạn là một trong những thí sinh mà tôi rất là bị bất ngờ. Là bởi vì là năm nay có một cái điều đặc biệt là đến cái lúc mà làm cái chương trình ở Đà Nẵng thì trong suốt 9 năm nay, đây là lần đầu tiên anh không có mặt trong một vòng chung kết ở khu vực Đà Nẵng. Anh cảm thấy rất là áy náy. Rồi anh cũng đã dặn lòng mình là trong suốt quá trình mà diễn ra cái vòng chung kết toàn quốc này, anh không xem tiết mục của tụi em trước. Để ngày hôm nay anh cảm nhận tụi em. Thì Quốc Nghĩa đã làm cho anh cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì cái phần của bạn là một phần rất quan trọng. Bạn mở màn cho cả một chuỗi dài các cái phần biểu diễn sau đó. Bạn làm rất là tốt, bạn vừa hát tốt, vừa nhảy tốt. Và bạn làm cho tôi sẽ phải nói với lại các bạn ban giám khảo ở Đà Nẵng rằng là tôi đã không lầm tin khi mà giao toàn bộ trọng trách đi tìm đại sứ của Đà Nẵng cho những người bạn đồng nghiệp. Vì vậy một lần nữa rất là mong tất cả các bạn khán giả chúng ta vỗ tay cho Quốc Nghĩa khi mà hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Người thi đầu tiên thì bao giờ cũng gặp nhiều áp lực hết. Phần thi tài năng của em anh không có ý kiến gì vì anh cảm thấy đó hấp dẫn rồi. Anh chỉ cảm thấy sau cái phần thi tài năng á thì mình mới hiểu ra được là ban giám khảo chúng ta rất là dễ bị ám sát. Nếu như mà thí sinh nào mà cũng mang súng ra để ở trên đó xong bắn 4 phát như vậy là toi luôn, đúng không? Cho nên ban tổ chức lần sau nhớ kiểm tra kỹ ở trong cái những vật dụng mang ra sân khấu nó có cái gì gây nổ, gây cháy không nha. Còn cái phần thi ứng xử á, thì cá nhân anh nghĩ em vừa mới làm một bài văn ngắn chứ không phải là phần thi ứng xử. Đối với chương trình Hot VTN anh đã nói rất là nhiều lần với các bạn của các mùa rồi, anh muốn các bạn trò chuyện với tụi anh đi tìm những tài năng, những người có thể đứng trên sân khấu hoặc làm những công việc khác của xã hội nhưng mà người ta phải là chính mình chứ không phải là cuộc thi hoa hậu để em có thể làm một bài văn trên sân khấu. Cho nên bây giờ anh hỏi lại một lần nữa, với cá nhân em, chỉ một mình em thôi, khi tham gia chương trình này em đã trưởng thành như thế nào? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Cá nhân em thì khi tham gia chương trình này thì em phải nói là em rất học hỏi và hiểu rất nhiều điều. Có cần cụ thể không ạ? Cụ thể đi chứ. Cụ thể à? Cụ thể thì em hồi trước đây chưa thi Hot VTN, em là một người rất là nhút nhát à, không hề cũng gọi như là khó gần à, cũng là không có nói chuyện gì với ai nhiều hoặc là không có trò chuyện hay là chia sẻ với bất cứ ai. Nhưng mà vào trong gia đình đó, đại gia đình Hot VTN này thì em cảm thấy rất là vui, các bạn đều rất là nhiệt tình, các bạn đều rất là quan tâm chia sẻ lẫn nhau, không những là hỏi han chăm sóc mà các bạn còn hỏi về tất cả, về cuộc thi, về tất cả có cần giúp gì không hay là giúp gì hay là như là cũng chia sẻ tất cả nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống gia đình như thế nào rồi thì nọ, thì em học hỏi và hiểu ra rất là nhiều điều về sự trưởng thành.
Anh hy vọng là câu trả lời của em cũng làm cho quý vị khán giả ở đây hiểu rõ hơn về những gì mà các bạn vừa mới trải qua trong vòng chung kết của chương trình. Và một lần nữa, quý vị khán giả thân mến, bạn Quốc Nghĩa mà chúng tôi tìm ra chỉ mới sinh năm 1998 thôi, rất là nhỏ. Giống như những nhân vật mà chúng tôi đã tìm ra trước đây, họ mới chỉ là những mầm non thôi. Và hy vọng là trong thời gian gần nhất có thể thì sự trưởng thành của Quốc Nghĩa sẽ làm cho quý vị nhận rõ hơn. Và hãy vỗ tay một lần nữa cho Quốc Nghĩa.